Thưa quý vị, bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa giải trí và hãy cùng bắt đầu với một thông tin về điện ảnh. Nếu mà nói về điện ảnh Việt Nam, những cái tên phim mà được nhiều người nhớ đến nhất mà xuất phát điểm là một tác phẩm văn học thì chắc chắn không ai có thể vượt qua được Nguyễn Nhật Ánh. Với những cái thành công với các tên tuổi như là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nè, với phần làm mới lại của đạo diễn Victor Vũ, hoặc là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua với phần làm mới lại của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Mắt Biếc của Victor Vũ, và cái truyện dài mới đây nhất là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã là tác phẩm tiếp theo được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chuyển thể lên màn ảnh rộng. Và với những cái teaser và những hình ảnh poster đầu tiên thì đã hé lộ một phần dự án này của Trịnh Đình Lê Minh. Đây là poster teaser để công bố dự án này và được Trịnh Đình Lê Minh và ekip chia sẻ rất là nhiều trong 2 ngày trở lại đây. Và nếu mà các bạn còn nhớ thì Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình được xuất bản đầu tiên vào năm 2016 và đến nay đã tái bản được hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau. Tác phẩm này nhận được nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành. Một nét rất là điển hình ở trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Bộ truyện dài của nhà văn được chuyển thể thành phim với mong muốn khán giả những độ tuổi khác nhau đều có thể nhìn thấy được câu chuyện của chính mình, soi rọi lại và gợi nhắc một phần tuổi trẻ tươi đẹp được an ủi bởi những nỗi đau giằng xé, nuối tiếc khi trưởng thành từ nhân vật trong phim. Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất và khởi chiếu trong năm tới 2024.